trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Trời ơi, chết tôi, trời ơi. Đủ má mày, người ta làm gì mà kiếm chuyện người ta, không đập chết mày. Đủ mày, tôi lấy vàng hết khỏi một chút để giúp mẹ mày, khỏi về xứ. Ủa mẹ mày sao lộn vậy? Mẹ mày, mày làm đợi tao không? Không nghĩ mẹ mày, tôi làm đợi tao nữa. Thì mẹ mày, ủa mà tôi lấy vàng hết khỏi mà chết để giúp mẹ mày, mà khỏi về xứ. Đang đi về mệt mỏi mà mới vừa ngủ dậy là đủ má lên ngồi chửi mày liền, chưa ăn cơm nữa đó. Kỹ mẹ mày, tới thời mày rồi, mày ghẹo đúng nơi đúng chỗ đúng ngày chôn của mày luôn rồi đó. Đủ con đĩ mẹ mày, tao coi mày chuyện này vô tù mày ngồi nè. Đủ con đĩ mẹ mày, đĩ bà cứu nội cha mày. Cái thước của mày là đủ mẹ mày, xe đụng manh ốc lời của mày. Đủ mẹ mày, cho mày nằm bệnh viện một thời gian, từ từ bỏ mày ra xã hội. Chứ chết con đĩ mẹ mày, đĩ mẹ mày, không biết dạy mày. Mày làm đợi tao không? Con đĩ mẹ mày chưa làm đợi tao nữa. Vô duyên, nó lộn hả? Đĩ chó.